khi mình chuyển qua cây chuối thì đúng là nó cũng mới lạ với mình, cũng gặp nhiều khó khăn lắm. Từ cái khó mà mình hiện nay mình có được một cái mảnh đất để mình sản xuất thành công, tạo công ăn việc làm cũng rất là nhiều người. Hồi trước đây là chú nghĩ là chú chống bằng cây, chống bằng cây rất là khó, mà chống bằng cây là tổn thương cây chuối rất nhiều. Nhưng mà sau cái gì mà tìm hiểu được cái nguyên liệu này mình đem về mình cộng với chuối là rất tốt. Mà cây chuối lớn lên, các kỹ sư phải có những cái dây như thế này để buộc và ràng những cái cây chuối lại với nhau. Hôm nay tôi rất vinh dự được giới thiệu đến các bạn sản phẩm mới cho thị trường nội địa của công ty chúng tôi về sợi trồng chuối và các ứng dụng khác. Đó là sản phẩm màu vàng với đóng gói là 2.000 mét, một cuộn là 5.5 kg. Điều đấy có nghĩa là cái denier, có nghĩa là cái thông số kỹ thuật của cái dây chuối này nó to hơn. Và cái lực kéo đứt của nó là nó nặng hơn đến 120 kg. Thì chúng tôi hy vọng rằng với cái sản phẩm mới này thì sẽ gia tăng sự lựa chọn cho quý khách hàng và bà con. Chúc quý khách hàng, quý bà con